Thưa thầy, Hội Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Tiềm năng Con người thuộc Bộ Quốc phòng đặt trụ sở tại số 01 Đông Tác, Hà Nội, hay làm lễ áp vong cho những người thân trong gia đình đã mất về với con cháu. Xin thầy cho con hỏi, muốn triệu thỉnh vong linh người thân đã khuất về với con cháu, ta phải làm sao và cần những thủ tục gì? Hai, thưa thầy, con đọc trong truyện ký Phương Nam của thầy có nói về nhân vật Lý Hài Nhi là con nuôi của Lê Sơn Thánh Mẫu. Xin thầy cho con hỏi Lê Sơn Thánh Mẫu là ai? Ngài có mối quan hệ gì với nữ Hoa Nương Nương không? Có phải Ngài có tục danh là Lý Thiên Hương? Con thành thật cảm ơn thầy. Thì sao hỏi này cũng ngộ ngộ á. Thì cái này á, đúng ra những cái Hội Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Tiềm năng Con người thuộc Bộ Quốc phòng, người ta làm lễ áp vong cho những người thân trong gia đình đã mất về với con cháu. Xin thầy cho con hỏi, muốn triệu thỉnh vong linh người thân đã khuất về với con cháu, ta phải làm sao và cầu những thủ tục gì? Cái này đúng là thì trong cái Hội Nghiên cứu Khoa học và Phát triển á, Tiềm năng Con người á, họ làm như vậy thì phải hỏi họ đúng hơn, đúng không? Sư đâu có làm vụ này đâu mà hỏi sư, sư trả lời. Cho nên hỏi cái này nó hơi ngoài rồi, ngoài cái lời rồi. Thí dụ như sư làm á, thì hỏi sư thì đúng, nhưng mà này chuyện người ta làm thì cái này mình hỏi người ta thì nó phải hơn, chứ hỏi sư thì nó không đúng. Tuy nhiên thì cái chuyện sư mà thí dụ như sư có làm chăng nữa đó, thì cái chuyện sư nó làm khác với người ta, làm khác với người ta. Thí dụ như bây giờ người ta muốn trục mất cái hồn nào về với con cháu á, thì người ta phải đi tìm cái hồn đó, đi tìm cái hồn đó về, người ta mới đưa áp vô xác. Đó, có nghĩa là họ đẩy vô cái nhà, cái xác á của con cháu như cái nhà, thì họ tìm được cái nhà đó, cái hồn đó rồi á, họ đẩy vô cái nhà đó để họ ứng lên nói. Ví dụ như vậy. À, bởi vì về cái hội mà nghiên cứu khoa học phát triển tiềm năng á, thì xin lỗi cho họ là chỉ những nhà nghiên cứu thôi, nhưng mà nói là họ là nghiên cứu một cách chung chung thì cũng không đúng nữa. Họ phải học, họ phải học cái môn đó, tức là họ đó, có người đó, họ phải học cái môn pháp. Thí dụ xin lỗi đó, nó tương ưng như thầy pháp vậy đó. Thầy pháp thì họ phải có những cái môn của họ, họ bắt cái hồn của họ áp vô. Cũng như hồi xưa mà cái đời xưa mà ông bà ta mà có cái vụ mà coi như là cho những hồn mà họ đi xuống âm phủ á, họ đi tìm người thân ở dưới đó, thì họ phải có học cái môn pháp đó.
Cái thứ nhất, cái thứ hai hoặc giả là họ đó, cái bản thân trong cái những người trong cái bộ phận này thì họ có một phần linh căn theo họ, rồi cái phần linh căn đó mới bắt cái hồn họ đưa vô, đưa vô cái xác nữa, con cháu cái người nào đó để họ lên họ nói, họ nhìn nhận con cháu ông bà gì đó, thí dụ như vậy. Thì nếu mà nói về vấn đề mà việc làm của mấy vị đó đôi khi không giống sư, không giống, mà sư có làm hay chăng nữa, ví dụ những cái hồn nào mà sư cho vô cái xác nào á, sư làm cũng không giống họ nữa. Vì sư vẫn là sư, sư làm bằng cái năng lượng của mình, chứ không phải nhờ thầy, nhờ tổ hay thần linh gì hết trơn, mà dùng năng lượng của mình. Thí dụ như một cái vong hồn ở đây, như vừa qua là có một cái chú nó người Nhật Bản á, hồi xưa họ chết ở đây, rồi giờ họ hạp cái câu nọ, họ về cái họ nói giờ họ muốn đi về xứ của họ, mà giờ họ không biết làm sao về, thì sư chỉ dùng một cái năng lượng với sư thôi, đưa cho họ về Nhật Bản luôn, về Tokyo luôn. Đó. Cái đây là chuyện của mình, chứ không phải nhờ một vị nào nữa hết. Nhưng mà giả sử như ví dụ như quý vị đó, người ta có đem cái hồn của một người thân nào về được á, thì có thể là họ cầu một vị tổ nào riêng của họ để mà đưa vô cái xác đó. Còn nói vấn đề những thủ tục gì của gia đình đó, thì đối với sư đây, thí dụ thuận duyên sư làm khỏi thủ tục, có phải có bình bông với cái cây rồi lập bằng tổ thì nó mới đưa được, không có. Quý vị thấy sư đây sư làm chứ đâu có bằng tổ bằng Phật gì đâu, làm thôi à. Có khi còn những người ta khác, có khi người ta làm ta phải lập cái bằng tổ đó, rồi đó là người ta mới cầu, thì cái người vô hình nọ họ mới đi tìm cái hồn kia, họ mới đưa vào cái xác kia, ví dụ như vậy đó. Thì cái thủ tục là như thế, họ phải có một cái bàn tổ mình bông cái cây ba chung nước, ví dụ. Còn sư khỏi, và nhiều khi có nhiều Phật tử ở xa lạ không biết là sư đây giờ, sư cái lúc mà thời gian là sư còn cứu đời, còn diễn vấn đề mà trị bệnh này cái nọ, giờ sư cần cái thủ tục gì, sư không có thủ tục gì hết đó. Khi mà làm việc rồi, cái gì cần thiết mới làm, không cái thôi, không có thủ tục gì hết đó. Thì nói cho Phật tử nghe vậy, sư làm không giống ai, không ai giống sư. Thì trong cái câu thứ hai này đó, là nói bà Lê Sơn Thánh Mẫu. Đây quý vị nào có coi Truyện Yến Phương Nam hết không? Ai chưa coi giơ tay lên. Ai chưa coi Truyện Yến Phương Nam? Ủa vậy coi cũng nhiều quá rồi, có mấy người không coi à? Thì trong vấn đề mà nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu á, thì nói về cái người riêng người Việt Nam, riêng người Việt Nam đó. Thì nếu nói bà Lê Sơn Thánh Mẫu là tiếng tăm từ xưa tới giờ, một vị Thánh Mẫu hay cứu dân độ thế, một vị Thánh Mẫu, không phải là Lý Thiên Hương của Tây Ninh như không? Bà Lý Thiên Hương của Tây Ninh á, bà là Linh Sơn Thánh Mẫu, nghe cho kỹ vậy đó. Thì nói về Linh Sơn Thánh Mẫu thì sư cũng nhắc lại, nếu ai biết rồi thôi, ai chưa biết thì sư nhắc cho biết.
Đó. Và Lý Thiên Hương á, ta đủ câu chữ á, là Lý Thị Thiên Hương, bả là một cô gái ở vùng Tây Ninh. Thì thở xưa đó, bả hai lên núi Tây Ninh bả lại Phật. Đi về trên núi thì cũng có cái chùa, bả thường hay lên xuống lại Phật. Một hôm bả bị bọn cường đầu nó đón bả, nó định bắt bả, bắt cóc bả, nó hãm hiếp. Thì bả mới chạy đi, bả chạy bả mới nhảy xuống dưới cái vực đá đó, bả chết. Đó. Thì cái người nhà bị gì bả lại Phật xong rồi bả về đến chùa ông thầy cũng không hay biết gì trơn á. Rồi bả chết thì sau đó bả gia đình thấy bả không về, tối rồi sao không thấy về. Thì tá quả ra sáng rồi đi kiếm. Đi kiếm thì lên gặp ông thầy thì hỏi, ông thầy ông cũng không biết thấy về rồi. Thì gặp bả nằm chết dưới một cái tảng đá cao, mới đem về làm đám chôn. Thì bả rất là linh thiêng, cho nên sau đó bả thường hay hiện hình á, ở chân núi Điện Bà Tiên Ninh á. Mấy cái tên mà thanh niên mà háo sắc á, hay chọc ghẹo người ta với bọn cường đồ mà phá tán, bả giật học máu chết. Bả giật cũng nhiều á nha. Cho nên sau này mấy chú thanh niên mà ở xóm như xa xa mà nghe tiếng bả là quản, là không dám làm bậy. À. Đồng thời bả hiện hình luôn nữa, bả hiện hình một cái ghế đẹp. À. Mà chú thanh niên nào mà thả 35 ra thì bả giật cọng, giật đầu, học máu chết rồi. Đó. Rồi tiếng đồn gần xa hết trơn á. Đến thời kỳ mà vua Gia Long mà chạy nạn Tây Sơn á, thì bả hiện hình bảo hộ Gia Long. Cho nên sau này mà vua Gia Long mà lên ngôi rồi, Nguyễn Phúc Ánh mà lên ngôi rồi, em mới phong cho bả là Linh Sơn Thánh Mẫu, phong cái núi đó cho bả luôn á. Rồi Gia Long mới ra lệnh á, đúc một cái tượng để cho bả thờ để kỷ niệm. Bà bằng đồng đen. Cho nên mà hiện nay vậy, lên núi Tây Ninh đó tay người ta gọi là núi Bà Đen, bây giờ không dám nói gọi núi Bà Đen nữa, không dám gọi núi Bà Đen, sợ nói ngay cái tố tượng của bả đó, đồng đen á, là Bà Đen. Cho nên từ từ ta gọi núi Bà thôi, chứ ta không gọi là núi Bà Đen, không dám nói gọi túi tiếng Bà Đen, là như thế đó. Còn bà Lê Sơn Thánh Mẫu này nè, là có trước cái thời điểm bà Lý Thị Thiên Hương nữa. À, về trong cái mẫu chuyện mà Lý Hài Nhi á, thì ở đây sư cũng kể cho Phật tử mình nghe luôn, cũng như cho nó giải trí. Thì một hôm nọ, hai vợ chồng ông nọ, lúc mà cái đường lộ ngoài này á, là người ta mới vét, thì đất còn mưa này, đầu mưa này sình lầy dữ lắm. Thì ông này khoảng 60 tuổi, ông chở bà vợ cũng khoảng 60, hay gần tuổi gì đó thôi à, năm mấy gì đó. Thì từ ở Tân Vạn mới chở, ổng chở bả à, đi trên con đường này té lầy lội. Lúc đó cái con đường này gọi là đường gì biết không? Gọi là con đường Kinh Hoàng, trơn trợt dữ lắm. Ổng chở bả lên con đường Bạch Đằng này nè, ở ngoài đây ra rẽ trái đi về bên đồ Mỹ Quớ á, là xình lầy vậy lắm. Mẹ đi bằng xe đạp thì vô đây rồi tôi thấy hai ông bà lắm lem hết trơn à, tôi kêu thôi đi rửa nước đi cho sạch sẽ đó. Rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi chút xíu.
Rồi tôi mới kêu lên tôi hỏi, đi tìm tôi có chuyện gì. Thì tự nhiên bà ứng lên, bà khóc. Khóc một cách rất là đau khổ. Tôi hỏi gì khóc, thôi nói cho tôi nghe đi. Đó. Thì nó mới ngưng tiếng khóc đó. Nó nói sư ông ơi, con khổ lắm, con khổ lắm. Con không phải là người thường. Con trước kia con á là con nuôi của mẹ Lê Sơn Thánh Mẫu. Đó. Một hôm con mới bưng cái cái tách trà ra con dâng cho mẹ. Con thì hay dâng nước cho mẹ đó, mà nó bằng ngọc, con lỡ con làm rớt bể chén ngọc của mẹ, mẹ phạt con đầu thai xuống trần này 3 kiếp. À, mẹ là con đầu thai, mẹ phạt con xuống trần phải đền tội 3 kiếp. Kiếp thứ nhất á, là con xuống trần con làm một cô gái có chồng. À, mà chồng con á, nó nhậu nhẹt tối ngày, nó đánh đập con, nó đuổi con ra khỏi nhà. Mà con có một đứa con nhỏ ẵm bồng trên tay. Con đánh đuổi nó ra khỏi nhà, con ẵm đứa con trên tay. Rồi tối con ngủ nhờ cái vỉa hè của người ta đó, con bị bệnh con chết luôn. Rồi con cũng chết luôn. Kiếp thứ hai, con đầu thai trở lại. Đầu thai trở lại á, là mẹ mới mang thai con được 2 tháng, gần 2 tháng rưỡi, thì con cũng đã chết. Dạ. Đó là kiếp thứ hai. Còn một kiếp thứ ba nữa chưa có. Nhưng mà kiếp thứ hai này, khi mà mẹ con là cái xác này, nó chỉ mang thai rồi mới ngoài 2 tháng con cũng mất. Mẹ con mới đem bỏ trong cái siêu sắc thuốc á, chôn. Con ở trong cái siêu này nó nóng, nó ngọt suốt 11 năm. Con khổ sở vô cùng. Đó. Cái siêu sắc thuốc nó không có lỗ hơi. Con nằm trong nóng nảy chịu không nổi. Con lồng lộn ở trong đó mà con đâu có ra được. Hôm nay thời mai á, thì ông ở nhà nè, là chồng cái bà xác á, tức là cha của nó, đào cái lỗ bự, đụng cái hũ bể đi, con mới giọt ra được. À, con mới giọt ra ngoài được. Thì con vô bả, con ở luôn. Con làm cho bà 11 năm nay điên loạn luôn. Đó. Rồi cha con mới chở con á, chở và chở mẹ đi bệnh viện, đi bác sĩ. Đó. Các nơi mà trị đâu có hết. Đó. Vậy hôm nay giờ chở lên xe ông, đưa lên xe ông, giờ con
Con ứng lên con khai về cho sư ông nghe. Sư mới nói như vậy con còn một kiếp nữa phải không? Nó dạ phải. Hai kiếp con đã trả đủ ba kiếp rồi. Trả đủ ba kiếp rồi. Cái kiếp thứ hai á, là mẹ mới thọ thai 2 tháng ngoài là hư thai là hết một kiếp rồi. Mẹ nhốt con trong cái siêu á, chất thuốc con ngọc 11 năm là kiếp thứ ba đó. Thay vì á, để cho sanh ra lớn lên cho nó đủ tháng ngày giờ rồi á, con chết rồi mới con phải đầu thai một lần thứ ba nữa. Nhưng mà không, chỉ 2 lần mà con đền tội đủ 3 lần luôn. Đủ 3 lần luôn rồi. Đó. Thì thôi bây giờ nếu con là như vậy á thì để sư cứu con. Cái nó nói thôi sư ông ơi, sư ông đừng có cứu con, mẹ con khó lắm. Sư ông mà nhắc tới á, mẹ con còn phạt con thêm nữa khổ lắm. Thôi để cho con phải chịu thôi. Nhưng mà ba mẹ con đây ở ác quá đi. Đã con đã chết rồi mà lại bỏ con nhốt ở trong cái hũ nữa, cho con ngọn ngọt 11 năm đó, khổ cho con không? Thay vì chôn hay gì bỏ bên ngoài đi, nhốt trong hũ. Đó thì nó nói vậy nó cũng nó trách cha mẹ nó, cha mẹ ruột bây giờ. Cho nên con hiểu lầm rồi. Cho nên nói cái này Phật tử mình cũng phải suy nghĩ nha không? Một mình sẽ bắt chước. Đó. Mỗi việc gì nó cũng phải có cái ý nghĩa đó. Sư nói ba mẹ con thương con đó. Thay vì á muốn cho con chết như vậy, con bị hư thai như vậy, xảo thai như vậy á, là muốn cho linh hồn con siêu thoát. Thay vì đi mua cái siêu mới, nó chưa có thụ thành quả, cái siêu mới chưa đốt lửa, ta chỉ mới hầm ra thôi, là tất nhiên cái siêu này hoàn toàn chưa có thành quả, chưa tụ thành quả, mà để con trong đó mà chôn á, là muốn cho con siêu. Nhưng mà thay vì mua siêu mới không siêu mua, lấy cái siêu sắc thuốc rồi đem bỏ con vô, bỏ cục máu vô, muốn cho con siêu mà không ngờ cái siêu đã sắc thuốc rồi, nó có tụ thành quả rồi, cho nên bỏ con vô con ngọt con nóng là đúng. Nó tại cha mẹ con không biết, chứ không phải ác đâu. Nó là rất thương con đó. Nó nói nó khóc hù 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 á. Hay là cắt nghĩa nghe cái nó hiểu được. Con đừng giận mẹ ba mẹ con nữa. Ba mẹ con thương con chứ không ghét đâu. À, nó như giả sử như Phật tử mình mà chưa tu có biết vậy không? Làm sao biết vậy nói. À, cái nó hết buồn, nó hết khóc. Giờ năn nỉ sư thôi đừng nói mẹ Lê Sơn, mẹ Lê Sơn nó phạt nặng nữa. Không sao đâu. À, thì à, sau đó sư mời bà Lê Sơn thánh mẫu về. Mà bà Lê Sơn này bà cũng cứng vậy chứ. Sư mới mời bà về, bà về bà ngầu ra vẻ như bà lớn vậy. À, ra dễ như bà lớn mà sư là thuộc gì cái riêu làm sao á, mấy bà đâu biết sư là ai đâu. À, cái à, sư nói xin lỗi thánh mẫu á, thánh mẫu có một đứa con nào tên là Lý Hài Nhi không? Cái bà nói gạt ngang liền. À, thôi đi sư, chuyện của người khác đi, người khác lo, sư đừng lo chuyện của người khác. Họ nói gạt ngang à. Tôi nói à, thánh mẫu nói nghe cũng có lý, chuyện ai thì mới lo. Nhưng mà tôi ở đây á cũng hay lo bao đồng lắm. Tôi cũng hay lo bao đồng. Mà thánh mẫu có đứa con nào là Lý Hề Nhi không?
Vậy bà gật đầu mà nói có. Tôi mới nói có lý nào vì một gián ngọc mà Thánh Mẫu lại phạt con của Thánh Mẫu phải bị đọa ba kiếp khổ sở như vậy? Chỉ một gián ngọc thôi mà Thánh Mẫu làm vậy là quá đáng rồi. Mà hơn nữa nó là con nít nữa. Nó là con nít nữa. Cái bà ngồi phải làm thinh. Cái tôi mới nói tôi biết Thánh Mẫu là một người ăn chắc mặt dài, nói ra lời là phải làm. Chứ nói không làm mà sợ các vị tiên trưởng, các vị Thánh Mẫu khác người ta cười chê á, là Thánh Mẫu là người nói hai lời, nó mất uy tín. Nhưng mà Thánh Mẫu yên tâm đi, tôi sẽ có cách á, giúp cho Thánh Mẫu mẹ con trùng phùng mà Thánh Mẫu khỏi mang tiếng gì hết. Khỏi mang tiếng gì hết á. Thì bảo mà hỏi sư, sư có cách sao? Nó có. Bây giờ tôi chỉ viết một cái sắc lệnh, tôi đề nghị Thánh Mẫu thâu hồi Lý Hài Nhi trở về thượng giới. Và khi mà thâu Lý Hài Nhi trở về thượng giới rồi á, thì các tiên trưởng, các Thánh Mẫu khác người ta có nói Thánh Mẫu là cái người phạt con đó, xuống trần ba kiếp, mà mới hai kiếp mà đã thâu về rồi. Thì Thánh Mẫu đưa cái sắc lệnh đó cho người ta thấy, thì không ai nói Thánh Mẫu nữa trừ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì đồng ý là Thánh Mẫu cho nó đầu thai có hai kiếp, nhưng nó đã phạt bị bạc ba kiếp luôn, cái kiếp ở tù nữa, ở trong cái siêu nữa. Cái đó coi như là đã chết rồi mà còn bị nhốt nữa, nên là kiếp thứ ba rồi chứ gì nữa. Mặc dù không đầu thai nhưng mà đó là bị hành ba lần. Thôi Thánh Mẫu yên tâm đi. Cái sự nói vậy cái bà khóc ồ lên, khóc hù hụ vậy, khóc ồ khóc hù hụ lên. Cái bà mới ẵm con, bà ôm Lý Hài Nhi: con ơi, mỗi lần mà con ở trần gian mà con khóc, mẹ như đứt từng đoạn ruột. Không phải mẹ thì không thương con mà mẹ phạt con nghe không? Nhưng mà lịnh rồi, lấy ra nói ra rồi không thể nào thu hồi được, cho nên mẹ phải đành để cho con đau khổ suốt bao năm qua. Hôm nay được đức sư giúp cho mẹ con ta được trùng phùng về thượng giới, thôi mẹ lễ sư đi, rồi mẹ con ta trở về thượng giới. Cái hai mẹ con bả thì Hài Nhi nó lại sư, còn bả chỉ xá thôi. Hai mẹ con dẫn nhau về thượng giới im re luôn, bà đó hết bệnh luôn đó. Gửi vậy cho quý vị thấy. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình phải hiểu, hãy có trần gian thì có thượng giới, có thượng giới thì có hạ giới, địa ngục đa tỳ có trần, phải không? Mình biết vậy cho chắc chắn này mà mình tu chứ. Đó thì sư kể qua về cái câu hỏi của Thiện Tài rồi đó. Giờ tới câu hỏi của người khác, Thiện Trí. Cái câu thứ nhất á, tâm rỗng rang vô trụ và tâm định khác nhau như thế nào? Thì ở đây á, khi mà mình nói về cái tâm định á, theo cái chân lý của nhà Phật, cái tâm định tức là cái tâm không vọng loạn,
Cái tâm không vọng động, cái tâm không vọng duyên theo ngoại cảnh, cũng như không vọng duyên theo ngũ uẩn lục trần, gọi là tâm định. Còn cái tâm á, rỗng rang, trống vắng, vô trụ, tức là cũng chính là tâm định đó, cũng chính là tâm định. Nhưng mà khi mà mình ngồi mà để cái tâm mình rỗng rang, trống vắng, không khởi trụ vào đâu tất cả, không khởi trụ vào đâu tất cả, thì mình tưởng chừng như là không có trụ, tưởng là không có trụ vào đâu hết, bởi vì tâm để rỗng rang trống vắng. Cho nên nghĩ là không trụ. Nhưng mà cái người hành đạo Bồ Tát á, để cái tâm rỗng rang trống vắng vô trụ, tức là trụ, trụ cái chỗ rỗng rang trống vắng đó, trụ cái chỗ rỗng rang trống vắng đó. Mình thấy dường như vô trụ nhưng mà thật sự là trụ. Đúng cái kinh mà Đại Thừa Phật Giáo, hay là cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, không khởi tâm trụ vào đâu tất cả mà trụ, không khởi tâm trụ vào đâu tất cả, tức là trong tâm rỗng rang trống vắng, không trụ nhưng mà trụ, trụ chỗ vô trụ, thấy không? Đó, thì nó tương ưng như là cái tâm định của một người, một vị thiền sư, một vị tu sĩ nào đó. Nhưng mà chi tiết quá về cái tâm định nữa đó, thì về nội dung có những cái điểm tựa mà mình cũng cần phải hiểu thêm. Hồi nãy là cái phần trước là sư nói về cái tâm định là cái chân tâm, bây giờ nói về cái vọng tâm. Thí dụ cái tâm mình á, nó hay nghĩ ngợi lung tung à, mà bây giờ mình niệm Phật, mình tĩnh tâm, mình trong tâm mình niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật á, tức là mình định tâm trong cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà đây là sở hành của hàng thinh văn, sở hành của thinh văn chứ không phải Bồ Tát. Phần trước là sư giải lý theo kiểu Bồ Tát, còn bằng này là nói theo cái hàng thinh văn, là cái người mới tập tu. Mình niệm tiếng niệm Phật để mà được định tâm, như vậy là mình định tâm trong tiếng niệm Phật, định tâm trong tiếng niệm Phật đó, thì cái này nó có khác đó. Tức là mình định tâm trong cái tiếng niệm Phật đó, thì cái định nó cũng còn giả chứ chưa thật. Định nó định giả. Cái định chắc thật á, là định trong cái chỗ rỗng rang trống vắng vô trụ đó. Mà vô trụ tức là trụ, trụ chỗ vô trụ đó là hàng Đại Thừa Phật Giáo, hàng Bồ Tát, hàng Bồ Tát. Còn định tâm trong cái niệm Phật, tâm mình nó vọng, nó sanh ra phiền não, dục vọng, tham sân si hoài à. Bây giờ mình sân quá, mình niệm tiếng niệm Phật để cho tâm sân mình nó dừng lại. Tham quá, mình niệm tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm câu chú án, mình niệm cái thòng để cho cái tâm mà tham sân si mình nó dừng lại, thì cái đó là định giả chứ không định thật. Nhưng mà thà có giả còn hơn không có, phải không? Thì mình phải dùng cái pháp giả để mà khắc phục cái tâm giả, tâm vọng. Rồi tới giờ chừng mình hiểu được cái tâm chân, tâm thật rồi, thì mình hành cái pháp chân, pháp thật, tức là định chỗ vô định. Nó là vậy đó à. Cái câu thứ hai là nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn. Vậy nhất bổn quay về đâu? Là cái câu hỏi. Nhất bổn có phải là thái cực? Nhất bổn và niết bàn tuy hai mà một. Từ một góc
mà sanh ra tất cả, mà từ tất cả quay về đâu? Từ tất cả, từ một góc mà sanh ra tất cả, rồi từ tất cả quy về đâu? Rồi quý vị mạo chứ quy về đâu giờ? Cũng như con rùa, nó ló đầu ra, nó bò đi chơi, nó kiếm ăn, tới chừng nó thục về đâu? Nó thục về cái mai nó chứ đâu? À, nó thục về cái mai của nó. Cho nên á, cái câu này cũng có nói mình nói theo cái văn tự mà Việt Nam mình á, từ cái ý sanh ra tất cả, à, rồi tất cả trở về ý mà thôi, à, trở về ý. Cái câu hỏi nữa là nhất bổn có phải là thái cực? Nếu mình nói gần á thì một góc đó có phải là thái cực? Thì nói tạm được, tạm được vậy thôi, chứ phải nói sâu hơn nữa là từ vô cực sanh ra thái cực, thái cực sanh ra tất cả, lưỡng nghi mới sanh ra tứ tượng, bát quái, ngũ hành, tất cả vạn môn vạn pháp. Nhưng mà nếu từ tất cả mà quy về đâu, nói vô về vô cực thì đúng hơn, về vô cực thì đúng hơn. Hả? Còn nếu nói về vấn đề á mà nhất bổn và niết bàn tí hai mà một, khi mà nói nhất bổn là một gốc, một gốc là vô cực, thì mình nói á, cái niết bàn thì nó đồng nghĩa với nhau. Nhưng nếu nói thái cực thì không đồng niết bàn được, bởi cái cảnh niết bàn diệu tâm của Đức Phật là nói đến cái bản thể vô cực rồi, bản thể vô cực. À, cho nên khi mà dùng nhất bổn á mà nói là thái cực thì sai, phải nói vô cực mới đúng. À, thứ hai mà một. Nhưng mà nói tới đây thì tôi nhớ bên đạo Cao Đài á, quý vị mà lập ra cái pháp môn mà đại đạo tam kỳ phổ độ á, thì ta nói ngũ chi hiệp nhất, tam giáo quy nguyên. Ngũ chi hiệp nhất thì nhiều khi bà con Phật giáo mình nghe vậy thôi chứ còn mình không hiểu ngũ chi hiệp nhất là cái gì, ngũ chi là cái gì mà hiệp nhất là cái gì. Ngũ chi tức là năm chi đạo, năm chi đạo trong cái vũ trụ, trong cái địa cầu này. Năm chi đạo gì là gì? Đạo hiền, đạo thần, đạo thánh, đạo tiên và đạo Phật. Hiền, thần, thánh, tiên, Phật. Hiền, thần, thánh, tiên, Phật là năm cái chi đạo này trở về hiệp về có một. Đó. Mình nói một cách chung chung á là về có một tâm mà thôi, chứ không có ngoài tâm. Bây giờ tất cả bà con chúng ta là những loài người nè, rồi loài thú nè, kể cả như là các cõi mà thần thánh tiên Phật cũng vậy. Mình tu là vì cái gì? Cũng dùng tâm mà tu không? Phải không? Ngũ chi hiệp nhất là năm chi đạo. Mà cái đạo hiền á, mình làm gì mình được trở thành một người hiền? Là hiếu. Mình có sống đời này mà mình có hiếu á, mình chết mình trở thành là một người hiền, là cái chi đạo hiền. Đó. Và mình sống thế gian này á, mình trung á, thì mình chết á, mình hiển linh là thần, là thần. Rồi á, mình sống ở thế gian này mà mình sống mình dị nghĩa khinh tài, thì mình chết mình hiển thánh, hiển thánh.
Đó, hiền, thần thánh, ba chi đạo rồi. Còn mình trần gian mình sống, mà mình sống mà quảng đại khoan hồng á, mình tu nhân tích đức thì mình chết mình về cõi tiên, tức là chi đạo tiên. Tức là mình sống mình có lòng nhân. Lòng nhân không phải thương người thôi mà thương cả vật luôn nữa. Tức mình chết là mình về tiên, về cõi trời. Sống mà từ bi bác ái, cứu người cứu vật, thì đó là cái chi đức. Mình sống mình á, mình giữ cái tâm đức như vậy á, mình về cõi Phật. Đó. Hiền, thần, thánh, tiên, Phật, năm chi đạo mà bên cao đài ta nói. Như vậy giờ quý vị thấy cao đài ta dạy cũng đâu có phải tà đạo đâu, phải không? Cho nên cái đạo cao đài á, quý vị thể hiện chư thiên ở cõi cõi trời á, là gì quý vị? Họ mặc áo dài trắng đó, áo dài trắng là chư bạch y. Tại thế gian là bạch y cư sĩ, chết về bạch y chư thiên, cho nên đó họ mặc áo dài trắng. Sư tổ Minh Đăng Quang khi mà ngày ra ngày mở cái đạo khất sĩ vậy đó, ngài dạy á, người cư sĩ mà thọ giáo bên hệ khất sĩ rồi là khi thọ giáo phải có cái bạch y, tức là bạch y cư sĩ hiện tại á, chết về trời là về cõi trời là bạch y chư thiên. Cho nên bứ thọ giới có áo dài trắng nè, nhưng mà bên cao đài á, người ta mặc cái áo á, áo dài á, tới nửa quyển thôi, nửa quyển. Còn mình mặc áo dài dài luôn, đã mắc cá luôn đó. Cho nên mấy vị thánh tổ người ta hay lắm, cái cách ăn mặc như thế nào, cái ý nghĩa là làm sao nó có hết. Chứ không phải như mình trần gian phàm phu, muốn ăn sao ăn, mặc sao mặc, muốn nói sao nói, làm gì làm, không phải đâu. À, có ý nghĩa dữ lắm đó. Cho nên nó nói là năm chi đạo, nhớ nha: hiếu, trung, nghĩa, nhân, đức. Sống thế gian này mình giữ chữ hiếu, mình sống bằng chữ hiếu á, thì mình thành người hiền. Trung á, thì mình thành thần, nghĩa là sống vì nghĩa đó, thì thành thánh. Con người vì nghĩa họ không cần tiền bạc, chức vụ, quan quyền, danh cao vọng trọng gì hết á. Họ thấy ai khó khăn là họ giúp. À, bây giờ mấy Phật tử thấy, bây giờ Phật tử mình cũng làm việc nghĩa nhiều với nhau, đi bố thí, nấu cơm chay rồi phát quà từ cái chỗ này tới chỗ kia này nọ, đó là việc nghĩa đó. Thậm chí là phóng sanh nè, thả chim, thả cá, thả lươn, thả rắn, thả rùa, đó là mình làm việc nghĩa đó. Cho nên là cái hạnh của người Phật tử mình giờ có nhiều nhiều người ta thực hiện, trong cái đạo hiếu cũng có, đạo cái đạo trung cũng có, rồi cái đạo đạo nghĩa là cũng có, rồi đạo nhân nữa là thương người thương vật, rồi cái đạo đức tức là từ bi hỷ xả của Phật. Tức là trong cái con người mình, một người Phật tử, nó hàm xúc năm chi đạo mà ai cũng có hết, không có nhiều cũng có ít, không có ít thì cũng có nhiều, có hết. Nhưng mà mình sống với cái tâm niệm của mình á, trước khi chết á, cái tâm nào nó tập trung nhiều, mình về cảnh giới đó nhiều, được về cảnh giới đó, được ta xét xử cho về đó. Thí dụ mình sống mình hiếu thảo cha mẹ quá đi, thì được bề trên người ta chấm điểm mình là người hiền rồi. Mình sống mà mình trung, trung quân ái quốc quá, thương nước thương nòi, thì ta chấm mình là thần. Nhưng bữa cái ông cụ Nguyễn Hoàng với Nguyễn Kim á, sư cho quy y, mà sư nghĩ là sư lâu nay cho Phật tử tại thế gian quy y làm cư sĩ tại gia thôi, con quy y Phật này kia. Ông sợ lưng sư, ông nói con thánh thần quy y. Ông nói ông thánh thần chứ không phải người. Mà đúng, ông sợ lưng mình đúng rồi chứ. Ừ, ông là thần, là ông trung, ông vì nước vì dân, mà ông thánh là ông thương thương dân thương nước quá, mà thương những người xung quanh đó, thánh đó, hiển thánh luôn, thấy không? Bởi vậy cho nên là mình
mình nghe mình biết. Còn cái tam giáo quy nguyên là gì? Tam giáo là ba mối đạo: đạo thánh, đạo tiên và đạo Phật. Nếu mình nói hiện thực, đạo thánh là do Khổng Tử thuyết minh giảng dạy, đạo tiên là do ngài Lão Tử thuyết minh giảng dạy, mà đạo Phật là do Đức Thích Ca giảng dạy. Cho nên người ta nói là sau này Phật Di Lặc ra đời rồi, tam giáo quy nguyên về có một gốc mà thôi, về một nguyên bổn của nó, về một về nguyên thủy của nó chỉ có một thôi à. Mà ai có khả năng để quy nguyên tam giáo thì chỉ có Phật Di Lặc ra đời thôi. Không? Chỉ có Phật Di Lặc ra đời mới có khả năng quy nguyên tam giáo. Bởi vì một vị Phật mà tu đắc quả chánh giác rồi hiểu rõ cái cõi Phật phải làm gì mới được gọi làm nên làm Phật, rồi cõi tiên muốn tu sao mới đúng nên được làm cõi tiên, rồi cõi thánh tu sao đúng mới lên cõi thánh, thì chỉ có Phật mới thông suốt thôi. Chứ còn nói xin lỗi, giờ ông Lão Tử ông ra quy nguyên, ông quy cũng không nổi nữa. Ông đâu biết cái người tu hành đạo tiên đạo Phật làm sao đâu mà dẫn theo. Mà bây giờ ông tiên như ông Thái Thượng Lão Quân ông ra đời mà ông quy nhất thống tam giáo cũng không quy được nữa. Ông là cái quả gì tiên, ông đắc quả tiên thôi, ông làm sao hiểu được cái quả Phật mà ông nói. Ông dẫn người ta về, thấy không? Cho nên tam giáo quy nguyên chỉ Phật ra đời thôi. Đó, chỉ Phật ra đời thôi mới có đủ khả năng. Đó, đủ khả năng là về ba cõi luôn. Đó, rồi ngũ chi hiệp nhất cũng vậy. Một vị Phật mà ra đời á thì các ngài á, một vị Phật ra đời ngài mới thông rõ năm chi đạo nó là cái gì, mà làm cái gì được cái gì. Thí dụ hiếu thì được hành hiền, trung thì được hành thần, nghĩa thì được hành thánh, hiển thánh. Mà có lòng nhân thì được cái gì, có trời tiên. Mà có đức từ bi hỷ xả đức về Phật. Nào, chỉ Phật mới hiểu được chứ cõi thánh như cõi tiên làm sao hiểu nổi. Cũng như trong kinh Đại Thừa Phật giáo nè, một vị Phật, Phật mới biết Phật thôi, chứ Bồ Tát cũng không biết Phật thôi. Bồ Tát, Đại Bồ Tát mà vị đã đắc quả Phật rồi mà chưa có nhất sanh bổ xứ thì còn biết Phật. Chứ còn mà Bồ Tát mà chưa đắc quả Phật thì cũng không biết Phật nữa. Nó là như vậy đó. Thấy không? Cho nên nó là hôm nay sư cũng phương tiện để nói cho quý Phật tử nghe những cái này. Quý vị thấy vậy sư nói vậy nghe được không? Thôi giờ Phật tử cũng ráng tu ha, sư cũng ráng tu đặng đi về xứ Phật ở. Cái câu hỏi của câu này: thầy ơi, con thường nằm mơ thấy Phật và con bay núi này qua núi nọ, và con hay nằm thấy người đã khuất. Con nói con xin đồ ăn và xin đi vô chùa tu. Về cái vấn đề mà thấy bay á, cái đây là giấc mơ thôi. Đây là giấc mơ thôi, nhớ nha. Chứ quý vị đừng thấy nằm chim bao mà thấy bay đi với Phật cái rồi là tôi nhớ hồi trước có một cái vị Phật tử nọ tu hành cũng tinh tấn lắm. Cái nằm chim bao thấy mẹ Quan Âm là nói ngày mai đúng 12 giờ Phật Quan Âm sẽ mẹ lại rước con đi về Tây Phương. Nằm mơ đúng 12 giờ trưa mai á, con lên nóc nhà con nhảy xuống, mẹ rước con về Tây Phương. Nghe đã quá. Trời ơi, mình tu mà được mẹ Quan Âm hiện cho mình biết ngày mai 12 giờ trưa mai mình lên nóc nhà mình nhảy xuống là mẹ rước về Tây Phương luôn, khỏe quá rồi. Sáng lo nấu cơm nước ăn tắm rửa sạch sẽ đặng để mẹ rước, dặn dò ở nhà đầy đủ, anh lên nóc nhà 12 giờ nhảy xuống té cái bịch gãy tay gãy chân. Mẹ Quan Âm rước đâu không thấy, tay chân gãy trần. Cho nên đừng có tin giấc mơ nha, không tin giấc mơ là chết luôn á. Cái giấc mơ nó không thành hiện thực. Còn á, cái giấc mơ mà quý vị thấy mà
bay với Phật đó, là cái lý nghĩa nó là nhắc nhở Phật là sao? Phật á, là bỏ gia đình, vợ con, của cải, tài sản đi tu, ngài mới được thông thả. Thân cái trung ấm thân hay nôm na gọi là hồn linh mới nhẹ nhàng đi mây về gió, tức là bay. Rồi á, con thấy cô bay với Phật này, ý Phật nhắc nhở cô phải ráng làm như Phật vậy được bay, sau này cái thần hồn nó nhẹ nhàng. Chứ cái bay đó không hiện thật là bay đâu. Tưởng đâu mình bay được với Phật rồi mình ngon, không có ngon đâu. Đó là nhắc nhở về cái lý sự nó phải như vậy đó. Đó, mình phải lập cái hạnh giống như Phật vậy đó. Đừng có bảo thủ gia đình, vợ chồng con cái riêng tư, thì cái thần hồn mình nó mới nhẹ nhàng, nó mới bay lên. Đó, có nghe là mới đi mây về gió được. Quý vị nghe không? Cái cậu trạng ở đây ở Việt Nam ha. À, mà có Phật tử cần cái cậu trạng ở đây qua Mỹ trong tích tắc liền, đi còn lẹ hơn tia laser nữa. À, đi qua đó cái về liền, nó nói giờ con của bà bên đó giờ đang đi làm, ví dụ vậy đó. Nhưng mà điện qua hỏi thì đúng y như vậy. Cho nên những cái người đó, cậu trạng tại sao mà họ linh thông như vậy? Bởi vì cái hồn họ là khi mà ra đời đó, còn nhỏ tuổi, còn nhỏ lắm, hư thai hay hoặc giả 2-3 tuổi, 5-10 tuổi vậy đó hà. Cái tư tưởng nó trong sáng lắm, mà nó được theo mẹ bề trên hay là theo mấy vị bề trên tiên mà nó tu rồi, cái thần linh nó nhẹ, cái điển quang nó mạnh, nó sập cái tới liền à. Còn mình ở trần gian này, thiền ơi, hãy nếm sẹt một cái bị cái nồi cơm ăn trong mặt đi không được. Mắt nấu cơm muốn sẹt một cái còn khóc kéo lời, làm sao sẹt? Bởi vậy cho nên người ta rảnh rang ta mới sẹt được, ta đi trên mây gió được. À, ai mà muốn được như vậy thì phải rảnh rang như vậy mới được. À, cái nữa là thấy nằm ta mơ lại thấy người đã mất. Rồi con đi xin đồ ăn và đi xin vô chùa. Và xin đi vô chùa đó. Thì cái này á, trong giấc mơ này mà thấy như vậy, tức là bên cạnh của quý cô á, có người ta đói đó. Mấy trong của quyền thất tổ hay người thân ai đó người ta đói đó. Kêu cô phải cúng kiến cho người ta ăn, chứ không phải đi vô chùa xin về ăn mới no. Kêu cô phải cúng cho người ta, thấy không? Đó, cái thứ hai. Cái thứ ba đó, thưa thầy, con nằm mơ thấy một người đàn ông không có mặt, chỉ thấy từ cổ trở xuống trèo qua tường vào phòng trọ con đang ở và dở máy toan la phong luôn. À, về cái phần này á, dở máy tôn á, máy lạp phong. Nhưng mà cái này á, là cô nằm cô thấy cái người không có đầu như vậy á, thì cái này cũng nó có hai trường hợp. Có khi là cái người thân của cô chết hồi đó bị chặt đầu, hay hoặc giả là bản thân cô, người thân của cô gì đó kiếp trước chặt đầu người ta, bây giờ người ta theo. Người ta theo, ta dừng dẫn hai cái này còn chưa xác định. Chưa xác định. Còn cách đây nhiều năm, con mơ thấy một người đàn ông to cao lực lưỡng, không thấy đầu, chỉ thấy từ cổ trở xuống, dùng hai tay siết chặt vào cổ con. Như vậy thì cái người không đầu này là hồi trước cô chặt đầu ta, giờ ta báo oán á. Cho nên phải sám hối cho nhiều, cho nhiều mới được. Chứ còn không sau này là cô tự nhiên cô sẽ sanh ra một cái bệnh gì đó mà nghẹt cổ mà chết. Hoặc giả là có thể người ta dục cô tự chết không chừng. Cho nên phải sám hối cầu xin
cầu xin Phật trời gia hộ và xin sám hối những cái oan hồn nào mà trước kia tôi đã giai tạo với quý vị, thì quý vị tha thứ cho tôi làm phước được bao nhiêu hồi hướng cho quý vị được siêu thoát. Phải thường xin như vậy. Rồi vậy đó. Con hỏi tiếp, dạ thưa thầy, con hỏi có người nhìn thấy sau lưng con có một vong của người âm. Người âm này muốn con làm vợ của vong linh đó nên không muốn cho con lấy chồng. Tìm cách đẩy người đàn ông đến đàn ông đến tìm hiểu con. Cái người mà ta thấy người ta nói như vậy á, thì người ta nói vậy cũng chưa biết là ta nói thật hay nói giả. Có khi cô gặp mấy người gọi là mấy bà thầy, mấy cô thầy mà lăng nhăng làm tiền ta đó, đặt điều nói đặng mình đưa tiền cho họ cúng, họ có họ xài. Có khi người ta giả vậy đó. Cho nên khổ nổi là có giả có thiệt rồi. Cho nên có khi nhà nước cấm hết trời, cái thiệt cái giả gì cũng cấm. Cho nên tội nghiệp một số người có chuyện mà không biết đi coi đâu, không có nhờ ai trừ. Cấm thì cấm cái giả đúng rồi, nhưng mà giờ nhà nước cũng biết ai thiệt ai giả đâu, cứ cấm chung chung vậy ha. Rồi tùy theo địa phương, cái địa phương nào mà họ hiểu á thì họ biết cái thiệt họ để, còn cái giả họ dẹp. Mà địa phương nào mà họ cứng rắn quá đó, họ dẹp tút lút hết trơn. Nó cũng khổ. Cho nên ở đâu cũng có thiệt có giả rồi đó. Tiếp tục đó là câu Ngọc Trương hỏi nè. Con xin sư ông giúp con trong chuyện tu học. Con là Phật tử mới nhập môn, giúp con cách tu thiền. Một là khi ngồi thiền làm cách nào để không bị khởi tạp niệm, làm sao để thanh tịnh tâm khi ngồi thiền. Khi ngồi thiền rồi đó, muốn không khởi tạp niệm á, thì phải làm các động tác hít thở vô tới đan điền, dừng trong giây phút rồi thở ra, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Rồi bắt đầu sau đó ba lần như vậy, ngồi bán già xong để tay gác tay phải lên tay trái xong rồi á, thì cứ niệm nằm một cái hơi thở, niệm điều hòa theo hơi thở thôi, chứ không có cố gắng gì hết, tự nhiên thôi. Hơi vô á thì cứ niệm nam mô a hơi ra Di Đà Phật, cứ như vậy mà làm, tức là khắc phục cái tâm vọng đó. Đó là khắc phục tâm vọng. Cái thứ hai á là xin chỉ cách quán xét mà không bị dẫn vào tưởng khi ngồi thiền. Khi mà mình ngồi thiền á, trong cái giờ mà mình không có đi vào tịnh định á, không đi vào tịnh định mà mình quán xét, tức là mình quán xét, mình suy nghĩ, nhưng mà mình á lúc nào mình cũng vẫn nghe thân tâm mình thanh tịnh. Cái đầu óc mình vẫn có suy nghĩ, nhưng mà phải biết cái thân mình đang vắng lặng và tâm mình cũng đang vắng lặng, tức là nó không sanh vọng tưởng. Nếu ngồi mà quán xét á, mà chuyện này chuyện nọ mà mình quên, mình không biết cái thân mình đang ngồi đây, không biết cái tâm mình thanh tịnh, thì đó là mình quán xét cái kiểu đó là mình vọng tưởng rồi, cái tư tưởng mình đi ra ngoài rồi, không còn biết thân tâm mình nữa. Cái người quán xét á, tư duy mà vẫn biết thân và tâm mình thanh tịnh, thì cái đó là không phải vọng tưởng đó. Vẫn an trú trong thanh tịnh, quán xét tìm hiểu việc này việc nọ, nhưng mà mình vẫn nghe biết thân tâm mình thanh tịnh, thì đó là không có vọng tưởng. Nhưng nếu quán xét tìm hiểu này nọ mà mình quên mất mình luôn, mình quên mất mình đang ngồi ở đây vì thân tâm mình thanh tịnh, thì đó là vọng tưởng. Tôi nói vọng tưởng như thế này nè, để cho Phật tử thí dụ cho dễ hiểu. Bây giờ mình đang đứng, đang ngồi hay đang nằm gì không biết, mà mình suy nghĩ chuyện gì, cái người đi trước mặt đưa tay vậy mà mình còn không thấy họ nữa, bị tư tưởng mình đang nghĩ chuyện đó đó, tập trung quá nhiều mà ta lại đứng ngay trước mặt, người dơ gì cũng không nghe, không
thậm chí lại dỗ dai cô không hai nữa. Đó, đó là vọng tưởng, suy nghĩ mà vọng tưởng. Có cái người suy nghĩ mà mình cảnh xung quanh mình vẫn biết tâm mình, vẫn biết cái tâm mình thanh tịnh vắng lặng, thì đó không phải vọng tưởng. Phải phân biệt rõ cái này. Cái hiện tại mà nhiều khi mình suy nghĩ gì mà tập trung quá rồi mình không biết cảnh vật xung quanh đó, lúc đó là mình đang vọng, vọng tưởng, thì bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu mà chỉ suy nghĩ chút đỉnh thôi không sao, nhưng mà suy nghĩ nhiều là bị tẩu hỏa nhập ma luôn. Muốn không tẩu hỏa nhập ma thì suy nghĩ, tính toán cái gì thì tính toán, nhưng mà mình vẫn biết mình đang đứng, hoặc biết mình đang ngồi, hoặc biết mình đang nằm, mà những cảnh xung quanh mình đều biết hết. Nhớ như vậy đó. Câu thứ ba, khi ngồi thiền mà bị quấy nhiễu bởi phần âm thì phải làm sao để không bị ma nhập? Khi ngồi thiền mà mình bị quấy nhiễu, tức là khi mình ngồi thiền mà mình nghe ngứa lỗ tai, ngứa đầu, ngứa hông, ngứa bụng gì vân vân, thì mình nhất tâm mình niệm Phật đó. Qua cái cơn đó rồi cái hết. Nhưng mà nhiều khi là chịu qua không nổi, ngứa quá chịu không nổi, xả thiền gãi. Nhưng mình ráng mình chịu nó qua cơn đó thôi. Khi mình nghe ngồi thiền mình nghe ngứa thì mình phải nhớ lại hồi chiều này mình ngồi ở đâu, hoặc hồi nãy mình trước khi ngồi mình ngồi ở đâu. Mình ngồi trên giường làm gì có kiến lên cắn mà ngứa sau lưng. Mình ráng mình trăng mình lát ăn hết, nó bò lên, nó con kiến nó bò lên nó cắn mình á. Hoặc cái trước kia mình giết mũi đập mũi bóp bóp nhiều quá, con vật nó chết, cái hồn linh nó ẩn theo trong người mình á. Tới giờ mình ngồi thiền tịnh tâm rồi, cái nó ứng lên nó đót mình. Nhiều khi đang ngồi nó nhóc cái dây này chứ. Thì mình nhớ là mình đang ngồi mà ngồi trong bụng làm gì mà có mũi đót. Mình nhớ mình ngồi trong bụng, như vậy cứ ráng ngồi trăng mình, cái qua cái cơn nó hết rồi. Thấy không? Và mình muốn không nhập ma thì đừng vọng tưởng. Vọng tưởng thì ma nhập. Thấy không? Hỏi làm sao để biết được người tu thiền đã đạt được các bậc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền? Đúng ra đó, Phật tử mà ngồi thiền á, không làm sao mình biết mình đâu. Không làm sao mình biết được mình đâu. Mà muốn biết mình á, thì mình phải lấy kinh sách của Phật mình ra đem so sánh. Mình thiền ở chỗ đó, mình quán xét đi chỗ đó, mình hiểu được như vậy á, mình mới lấy sạch sách Phật ra mình đọ. Coi vậy là mình có đúng chỗ đó không? Nếu đúng chỗ đó là mình biết mình được cái đó. Còn mình đọ không đúng là không được. Đó. Còn một cách duy nhất nữa là thầy chỉ điểm thôi. Mình đọ không được thì chỉ có thầy chỉ điểm mà mình trình bày cái đó như vậy, con có phải được sơ thiền chưa? Mà sơ thiền lại là tâm sát. Sơ thiền là tâm sát. Tâm sát tức là quan sát á, quan sát tìm hiểu trong tứ niệm xứ. Nếu mà ai mà tìm hiểu trong tứ niệm xứ mà một cách chính xác rồi đó, rồi mình an trú trong tứ niệm xứ rồi mình tu là mình đã được sơ thiền đó. Sơ thiền tâm sát. Mà tứ niệm xứ là gì? Là quán thân bất tịnh. Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Mình phải quán triệt cái này, gọi là tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm á, là quan niệm, là tâm niệm, là khái niệm. Nó cụ thể bốn cái xứ sở này mình phải biết rõ. Bốn cái xứ sở này mình biết rõ. Là quán thân bất tịnh. Thứ nhất là quán thân bất tịnh. Mình thấy có thấy rõ cái thân mình bất tịnh không? Hai, cái thân mình sạch sẽ. Giờ ai mà thấy thân mình sạch sẽ giơ tay lên. Cái thân làm sao sạch, thùng phẳng sân son làm sao sạch được? À, mình phải biết chắc là cái thân mình nó không sạch. Nó xin lỗi nổi mồ hôi ra mà nó thấm vô áo vậy nè, mà tối không tắm như sư mồ hôi muối vậy không? Mồ hôi nó ra vậy á, mà nếu mà tối nay mà không tắm thay đồ là nằm nó ngứa chịu không nổi. Phải đi tắm cái rồi mới ngủ được. Mồ hôi muối.
Còn ai mồ hôi dầu á, trời ơi, nó ra mồ hôi rồi tối mà không tắm rửa ngủ á, nghe trịnh trịnh chịu không nổi luôn. Vậy tắm, thấy không? Rồi á, bây giờ quý vị biết sao không? Mình ngủ một đêm á, trong củ khiếu mình nó đặc biệt là nó tiết ra những cái mùi hôi như cái miệng mình đi ngủ mà sáng dậy mà không xúc miệng biết, ngồi kế bên nói chuyện hơi phà là người ta nghe mệt mình chết. Cái thứ hai là biết sao không? Họ trong người họ có bệnh, trong người họ có bệnh, cho nên cái hơi họ nói ra, cái hơi họ ra nó hôi lắm. Tôi nói thậm chí nè, khi tôi mà con người tôi mà bệnh rồi biết không, tới chừng sáng ra chính tôi còn nghe người tôi nó hôi nữa. Cho nên thường thường sáng mà đi họp hay đi đâu phải tắm cái thay đồ, không dám tắm, bệnh không dám tắm phải thay đồ. Chứ đêm hôm mà mình ngủ cái hơi bệnh mình nó trượt nó ra, nó dính vô áo mình đi lại gần ta nó hôi lắm đó. Cho nên nó vậy đó, cái này chắc là tôi vậy chắc không ai khỏi đâu. Cho nên mình phải biết đó chứ. À, cái thân á, là bất tịnh. À, rồi quán thọ thì khổ. Tôi nói xin lỗi với một cái cậu nam, một cô nữ mà chưa từng có gia đình á, thì cảm thấy họ rảnh rang thơ thả. Mà có gia đình rồi không khác nào có dây xích. Có khi dây xích cột cái tay, có khi dây xích cột chân cũng không chừng. Một cái dây xích tới cái cột eo ếch cũng không chừng nữa. À, mà có khi mà ông chồng mà hay đi quá ha, hay là cô vợ mà đi quá dây xích cột cần cổ cũng chừng. Thọ thì khổ, mình nhận cái gì đó là mình phải khổ à. Như hồi tuổi trẻ mình chưa có gia đình, mình đâu chưa nhận phải không? Chưa nhận làm chồng, chưa nhận vợ, chưa nhận con, chưa nhận tài sản riêng, thì mình sống với mẹ với cha, thì cơm ăn áo mặc tiền bạc nó nước nấu gì cha mẹ lo trơn rồi. Mình không lo, mình khỏe quá, tới chừng bắt đầu mình có gia đình, có nhà riêng rồi mới thấy đúng là mình bị cột, bị trói rồi đó. Thấy không? Thọ thì khổ, mình thọ nhận riêng tư cái nào thì mình sao này mình phải khổ vì cái đó thôi. Rồi tâm vô thường cũng vậy, thấy rõ rằng cái tâm của mình nó lung tung lắm. Giờ này thì muốn lên tụng kinh để kiếm phước, nhưng mà chưa đi rồi lát suy nghĩ thôi, bữa nay có tuần hát hay lắm, đi coi hát cho đã. Nó đổi liền tức khắc à. Quán tâm vô thường, cái tâm mình nó không định trụ, cho nên mình phải kìm nó bằng câu niệm Phật, câu niệm chú à, hay là một cái danh từ nào đó, thí dụ vậy. Quán pháp vô ngã, các pháp thế gian này đâu có gì của mình đâu, không có gì của mình á, mình đâu có làm chủ nó được, kể cả cái thân mình cũng không làm chủ được nữa, thì đâu phải là của mình. Cho nên hiểu biết chính xác như vậy á, thì thôi giờ mình sống tùy duyên trong mọi hoàn cảnh. Tôi nói tấm tùy duyên trong mọi hoàn cảnh, chứ tôi không nói Phật tử tu theo như sư. Bởi vì sư nè, không có gia đình, không có nhà cửa riêng tư gì hết trơn rồi á, sư có thể bỏ hết được tất cả, mà Phật tử bỏ không được. Phật tử bỏ không được, bởi vì mình có cái của riêng tư ở gia đình, làm sao bỏ. Bây giờ bỏ nhà ra đi, không ai coi nhà, mất đầu, mai mốt về không có tiền sắm khác xài. Vợ mà bỏ chồng ra đi, chồng nó theo gái, mai mốt về mất chồng luôn. Mà chồng mà bỏ nhà ra đi theo bầu, mai mốt về vợ mình nó buồn lắm, nó ly dị mình luôn, mất vợ luôn. Cho nên là tại gia, ta nói bữa không biết ông nào hỏi sư nè, sư từ bi sư giải dùm con cái chữ xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo. Bữa có phái đoàn nó lại hỏi sư, vì theo sư xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo là sao? Cái này tôi mới nói, cái này là dạy mấy người xuất gia tu. Tu xuất gia tùy theo tăng, tùy theo ni, theo Phật. Cho còn mấy chú mà dạy xã phú hả? Mấy chú người đời mà xả cái giàu á, nếu mà quý chú không làm giàu á, thì xã hội nghèo đói luôn, phải không? Mỗi mình người dân, mình người tại gia cư sĩ, mình còn trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với quốc gia và thế giới. Mà quý vị mà xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo chân sư vậy thì sư bây giờ nó xin lỗi á, đói à, không thèm ăn thì chết luôn cũng được nữa.
cho quý vị nè, có chồng có con nè, có cháu nè, có cha có mẹ còn đang sống trong gia đình mình nhịn ăn mà mình chết mình tự giận đi, chồng mình ai lo, con mình ai nuôi, mẹ mình ai dâng cơm vào nước, cha mình cũng vậy. Cho nên mình phải sống, mà mình sống ở tại gia thì mình phải cần có tiền. Muốn có tiền là phải lo làm ăn, chứ ngồi niệm Phật như sư vậy gia đình nó nghèo, rồi mình không có tiền đáp ứng mua vở, mua cặp, mua sách, mua quần áo cho con nó ăn học, nó đi ăn trộm của người ta, mình còn tội nữa. Thấy không? Rồi khi bệnh tật thì sao? Rồi khi nhà nước kêu đóng thuế thì sao? Có tiền đâu đóng thuế. Cho nên dạy cái người tại gia là phải cầu phú xả bần. Phải cầu phú xả bần mới đúng. Bởi mình còn trong gia đình mà mình cầu phú xả bần như vậy, mình cũng góp phần giữ gìn cái hạnh phúc của gia đình của mình, giữ gìn hạnh phúc của gia đình, rồi giữ gìn góp phần giữ gìn trật tự của xã hội. Bởi vì ở xã hội, ở quốc gia mà nếu mà dân mà giàu thì nước mạnh, dân mà nghèo đói lụng bại thì nước làm sao mà mạnh được, mà nước không mạnh được thì sao, giặc bên ngoài vô có nước làm sao chống nổi, nghèo quá đâu đi mua súng mua đạn mua máy bay mua tàu chiến của ai vô mà chống nổi nó, nghèo quá không có tiền mua. Cho nên dân phải giàu đó, mà đặc biệt là người tại gia cư sĩ, người tại gia cư sĩ phải tích cực đó, phải đấu tranh trên mọi hình thức rồi nhớ được cuộc sống hàng ngày của mình. Còn mấy ông sư á, mấy ni cô á, cũng phải tích cực mà đấu tranh tư tưởng của mình, phải dứt bỏ tham sân si mạng nghi ác kiến lòng mình để mau đắc đạo cứu độ chúng sinh. Mình có những sáng kiến hay mình giúp đỡ người, chia sẻ người ta để người ta có sáng kiến hay, người ta tạo cuộc sống hạnh phúc. Thấy không? Phải dạy hai cách rõ ràng phân biệt đó. Đó là nói hai trường hợp xuất gia và tại gia. Còn riêng một số ít người á mà ta tại gia nhưng mà ta muốn làm hạt chứng gia, đó có riêng của người ta. Nếu mấy chú mấy cô nào mà chưa có gia đình á là lập hạnh độc thân thì đó là nửa đời nửa đạo, nửa xuất gia mà nửa tại gia, thì mình cũng cứ giữ vững lập trường mình đi, thì mình cũng được đạt những cái quả vị mà theo mình mong muốn trong cái khả năng của mình, phải không? Chứ đừng có dạy chung chung. Tôi xin lỗi với tử, bữa nay chủ nhật có lẽ bà con mình cũng công ăn việc làm nghỉ rồi, công ty xí nghiệp nghỉ mà cán bộ cũng nghỉ, đúng không? Chứ nếu mà thứ hai thứ ba mà ngồi kiểu này một ngày chừng một cô là cái công vụ với cô ngà, một ngày với cô kiếm 100 thôi, mà đây tôi thí dụ chừng 100 người đi, một cô mất mà không có năng suất 100, thay vì mình làm công ngày 100 thôi mà 100 người mất bao nhiêu, 10 triệu hả? Phải không? Nhà nước một ngày mất 10 triệu mà chỉ có 100 người thôi, mà cả nước mình là 95 triệu người, chưa cho lao động chừng 50 triệu người, một người mất 3 triệu trong một tháng đi, trong tháng đi là nhân ra nhiêu, mất cái năng suất của quốc gia biết bao nhiêu mà cởi. Thay vì không mất cái năng suất này thì nhà nước có số tiền này có thể mua cũng được chiếc phản lực cơ F4 đó. Cho nên cái người tại gia còn có trách nhiệm riêng đối với người xuất gia. Cái người xuất gia là khác, người ta có trách nhiệm khác. Cho nên nhiều người họ đánh giá là cái người xuất gia này mà không có lo tu hoặc giả này kia nọ, nói cái người xuất gia là tiêu cực. Chứ thật sự đó, cái người xuất gia tích cực ghê gớm lắm quý vị. Nếu mà tôi nói không lầm á, tôi lấy cái hạnh tu của tôi mà tôi biết á, tôi nói một cái người chân tu của nhà Phật á, như một chiến sĩ cách mạng hồi xưa vậy đó, ở trong rừng bom cài đạn sấu tư bờ quả lá hết trơn, tụi không biết sống chết ngày giờ nào hết trơn á, ha, đói khát nữa, không có quần áo bẩn nữa, có khi đi công tác ở trần luôn mặc quần đùi không à, mà chết có người quý vị không, mấy vị lớn tuổi biết là có người chết ở trần mặc quần đùi, mà quần đùi rách nữa. Nhưng mà ta vẫn kiên trì trong cái lập trường của người ta, cho nên cuối cùng họ được vinh quang như hòa bình như hôm nay, phải không? Cái người tu phải kiên quyết đến một giai đoạn cuối cùng, dầu chết cũng không bỏ đạo nữa, thì họ sẽ thành công.
Tu gì ăn chay mới có 10 ngày mà ăn không nổi đâu, bỏ cho con ăn chay đụng. Ăn chay có 10 ngày cái bỏ à, ăn không nổi sư ơi, con không nổi nữa. Có người ăn chay 2 ngày cũng hay quên, thôi bỏ ăn chay luôn đi. Chút xíu gì mà làm không được thì làm sao mà kháng chiến như hồi xưa mấy ông nhà nước cách mạng được. Làm gì gì phải quyết liệt mới được, mới thành tựu. Chứ làm cái bằng ba rọi quá nữa nặng mở không thành công đâu. Ở đây có một cái câu hỏi à, sư cho con hỏi. Gia đình con đang nhiều cảnh rối ren do tự mỗi người trong gia đình quá suy diễn và lại ép buộc lên con, bắt theo ý họ bỏ chồng và đem con về nhà ngoại ở. Hiện con muốn bỏ tất cả để vào chùa tu thân, để dứt mọi sự lôi kéo ép buộc, buông xả mọi chuyện, liệu có được hay không? Cảm ơn sư. Cái câu hỏi này á thì sư thấy nhiều gia đình cũng lâm vào cái hoàn cảnh này. Nhiều gia đình chứ không phải riêng một người hai người đâu. Không riêng một hai người. Nhưng mà theo như ông bà mình hồi xưa đó, ông bà mình hồi xưa có nói thương chồng phải lị vì chồng, dầu cho cay đắng mặn nồng cũng cam. Bây giờ hoàn cảnh của gia đình cha mẹ mà hay anh chị em mà có ép buộc quá thì cũng nên, cũng đừng nên quá thiếu suy nghĩ mà làm chuyện bậy. Đừng nên quá suy nghĩ mà làm bậy. Đó là tôi nói vấn đề khi mà nữ mà ở nhà là con của cha mẹ, khi mà làm dâu thì là con của cha mẹ chồng. Và mình đã có chồng thì mình phải sống theo bên chồng thôi, bên cha mẹ anh em ruột mà có nói cái gì quá đó thì tìm cách lờ đi chứ cũng không nên mà. Có khi cha mẹ bên ruột á, có khi cha mẹ bên ruột thấy thương con quá rồi ép nó phải như thế này thế kia. Thì mình phải biết là cha mẹ anh chị em ruột mình thương mình mới biểu mình như vậy, bỏ chồng đem con về ngoại nuôi. Rồi đó là một cái thứ nhất. Thì không nên vội vàng. Cái thứ hai nữa đó, nếu có chồng mình phải xem lại ông chồng mình ổng có thương mình hay không, ổng có lo lắng cho mình hay không, hay là ngày tối ổng cứ bê tha chè chén bỏ bê gia đình mà không lo về bản thân, mà cũng không lo cho vợ con, cho gia đình nữa. Thì mình xem lại cái này ra sao. Nếu mà chồng mình mà nó thương vợ á, nó thương con nó thì nó cũng có trách nhiệm, nó cũng lo lắng này kia nọ. Nhưng mà cha mẹ anh chị em bên mình á, lại vì một cái lý do thành kiến nào đó mà biểu mình bỏ chồng thì đó là thành kiến của riêng gia đình bên mình, không nên bỏ đó. Mà mình phải sống một cách nó là trung thực đó, với chồng với con, để bảo vệ hạnh phúc cho con. Còn ví dụ như
có người nghĩ nông nổi quá, thôi bây giờ tự giận chết cho rồi. Cái đó là nghĩ nông nổi, dại. Mấy người nghĩ vậy là dại quá. Nếu chưa muốn nói ngu, chưa muốn nói người đó họ ngu, tại sao mà phải tự giận chết? Ví dụ như vậy, cha mẹ mình sanh ra, nuôi mình lớn lên, rồi dựng vợ gả chồng, mà bây giờ hoàn cảnh gia đình bên chồng á, lại có những cái, ví dụ chồng nó đối xử mình không tốt, nó rượu chè bé bét mà mình phải nuôi nó, mình phải lo nó hoài, mà con nó cũng không lo nữa, thì thôi ly dị. Nhà ai nó ở, dẫn hai đứa con về ngoại cũng được. Còn nếu ông chồng nó thương vợ, nó thương con mà nó cũng lo, mặc dầu nó không lo toàn vẹn nhưng mà nó cũng có lo, thì không nên vì lý do đó mà mình bỏ nó, mình dẫn hai con về bên này. Đó. Còn nó mà nó đối xử mình, nó vẫn thương vợ thương con, thì mình phải chấp nhận bổn phận làm vợ. Đó, không nên vì vì cái lời ra tiếng vào của cha mẹ bên mình, anh chị em bên mình suy diễn đủ thứ hết trơn á, rồi mình bỏ chồng mà dẫn con về ngoại, cái đó không nên. Đó là còn trường hợp đặc biệt này nữa nè. Quý vị mà muốn bỏ hết tất cả vô chùa tu, tu không được đâu, chắc chắn là tu không được. Bởi vì hoàn cảnh ở gia đình nó khúc chiết như vậy, mà bỏ con mà về ngoại mà vô chùa tu ngồi đó, nó đúng ra đâu phải mà có công việc hoài. Trong những giây phút ngồi lại trong yên lặng, mà đặc biệt là ngồi thiền hay niệm Phật, trực nhớ lại con mình hiện giờ ra sao, con mẹ mình hiện giờ nó có đi học hay không, nó đi ra đường có ai đánh nó không, có ai bắt cóc nó không, thì ở chùa tu cũng không yên, không yên đâu. À, cho nên là nếu mà buồn phiền quá vô chùa, công quả là 5-10 ngày cho nó khuây phá rồi trở về thì được, chứ còn ở chùa tu luôn không được. Tu luôn không được, bởi vì còn nặng gánh con cháu, con trong nhà không được. Chỉ có một cái là một cái thứ nhất á, nếu mà chồng mà nó không thương vợ thương con, nó lo ăn chơi, nó đi bài bạc này kia nọ, rồi nó đàn điếm, mà mình thấy mình khuyên nó không được thì cuối cùng cứ ly hôn. Mạnh này đi, đường này đi đi, vậy là xong ngay. Rồi á, bổn phận một người nữ mình á, mình lo cho con, lo làm ăn, lo cho con đó. Yên tâm hơn là bỏ vô chùa tu. Vô chùa không yên đó. Nó là như vậy đó. Cho nên á, tôi nói có nhiều cậu nam kỳ ở Cần Thơ, có cái chú này với vợ chú thì nói đúng, sống cũng hạnh phúc chứ không có gì đó. Mà chú một hai chú muốn đi tu không à, bây giờ lên xin xuất gia sư. Hồi trước giải phóng không phải mới đây nha, không lên xin xuất gia cái sư nhận cho ở đi tu. Nhưng mà bữa nay lên là sư nhận, tôi nói chú suy nghĩ lại cho kỹ đi, giờ tôi cũng chưa cho chú ở tạm đây thôi, rồi chú suy nghĩ cho kỹ rồi chú cho tôi biết là nên đi tu luôn hay là không. Tối lại tôi kêu chú ra tôi hỏi, thì chú nói con giờ con muốn đi tu, mà con cũng vợ con nó đồng ý rồi, ở nhà chuẩn bị xạ lúa, con cũng dạy nó cách thức cài ruộng như thế nào, bừa trục ra làm sao, rồi ngâm giống làm sao, rồi xạ lúa làm sao, xạ lúa rồi á, rồi cho vô nước, cho xả nước làm sao, rồi phả lúa khoảng bao lên bao cao rồi là bỏ phân, bón phân, con chỉ hết trơn rồi sư ông ơi, thì con yên tâm con đi tu. Đó thì nghe nói cũng chỉ dạy vợ hết trơn rồi. Đó thì sư mới nói, thật ra chú muốn tu là cái tốt rồi, nhưng mà chú còn thương vợ thương con, phải lo cho nó đủ điều như vậy thì chú tu không có được đâu, chắc chắn là chú tu không được. Giờ tôi góp ý với chú vậy nè,
chú muốn tu luôn với tôi á, chú về chú coi cỡ cái cậu nam đàn ông nào á mà được được chú gả vợ chú cho người ta đi, thì chú đi tu mới luôn mới được. À, chứ còn chú không gả vợ chú à, mai mốt chú cũng chạy về với vợ à. Nói vậy sáng ra rồi xin xong cho con về. Có gì thấy chưa? Bởi cái gì phải sắp xếp cho nó xong hết trơn mới được. Ra đi tu mà còn thương vợ thương con là không tu được đâu. Mà ngược lại người nữ cũng vậy nữa, còn thương chồng thương con là không thể nào ở chùa tu được đâu. Đó thì tôi nói Phật tử nghe vậy đó. Cho nên mình tu cái gì mình phải dứt khoát mới được. Có một cái chú kia à, cũng mạnh dạn á, mạnh dạn xuất gia theo tôi tu. Tu chưa đầy 3 tháng. Cái bà vợ mới lên bà khóc lóc. Bà nói ông đi rồi ông bỏ có một tôi ở nhà, trai nó lại ở nhà tôi nó ăn dầm nằm về riết rồi. Nó theo đuổi tôi riết giờ ông phải làm sao đây? Ông nghe nói sáng ông cúi gói mà cuốn gói ông về. Đó là tôi nói thật tế á. Tôi không nói chỏng chỉ ngừ thôi. Chứ thật tế á. Bởi vậy cho nên ai mà chưa có gia đình muốn tu á thì tu cho trót, gọt cho trơn. Còn ai mà có gia đình rồi muốn tu là phải sắp xếp được cho chuẩn. Chứ còn không tu không có được. Tu không được đâu. Tốt hơn là tu cư sĩ đi. Tu cư sĩ đi, kiếp này giờ chưa làm Phật được mà đâu phải ví dụ như sư nè. Giờ ví dụ như mấy cô tu kiếp này chưa chắc kiếp này thành Phật đâu. Còn phải tái kiếp những kiếp khác nữa tu tiếp. Có khi con rắn ở ngoài này rắn bãi đầu nó tu là 9 kiếp rồi, còn kiếp nữa thành ngừ á. Nó gặp sư, vậy sư mới đắp cái tượng nó rắn bãi đầu. Phải tu nhiều kiếp chứ đâu phải một kiếp thành Phật đâu. Cho nên sư nói không có dội. Mình sống mình cũng tu, mình chết mình cũng tu, mình ở Việt Nam mình cũng tu, mình qua Pháp mình cũng tu, nghĩa là đi đâu cũng tu hết trơn. Đó. Mà mình tu là mình làm chủ lấy mình, chứ không phải nói có nhiều người rủ đi qua Ấn Độ đi. Qua Ấn Độ được qua xứ Phật được một lần rồi, về cũng tốn tiền cũng không đáng tiếc đâu. Mà sau này mình qua xứ Phật được một lần rồi, sau này mình cũng được thành Phật. Nói nghe thì nó im lỗ tai thiệt á. Chứ sự thật ra thành Phật hay không là do lòng của mình, chứ đâu phải qua Ấn Độ được mà thành Phật đâu. Phật ở trong tâm mình á. Ở trong tâm mình á, phải không? Phật là ở tâm của mình, thành Phật hay không là ở tâm của mình, chứ không phải cảnh ngoài là cảnh Phật đâu. Cảnh ngoài có là cảnh Phật mà cũng cảnh Phật của người ta, chứ không phải cảnh Phật của mình. Nhớ vậy đó. Theo như mà sư thấy cái trong này có câu hỏi nè, là các quý Phật tử á, là cuộc đời long đong lận đận đủ thứ hết. Ở đây sư nói thẳng là cái nghiệp duyên do mình tạo những kiếp trước, cho nên bây giờ mình mới khổ vậy đó. Nghiệp duyên do tạo kiếp trước cho nên kiếp này phải khổ. Lý Hài Nhi không làm bể chén ngọc của mẹ, Lê Sơn Thánh Mẫu làm sao bị đọa 3 kiếp khổ xạ khổ đau. Nếu một con người á, mà không kiếp trước không có nghiệp làm sao kiếp này bị điêu đứng, phải không? Nó đều có nghiệp quá khứ hết. Nhưng mà phải cố gắng vượt qua. Cố gắng vượt qua đồng thời là phải sám hối, cầu trời Phật thần thánh gia hộ, cầu quan gia trái chủ tha thứ. Kể cả thí dụ như có những vong hồn nào mà chết non thì cầu nguyện cho họ được siêu thoát, thì cái này là tốt thôi. Nên cúng trả nợ thiên khấu. Phật tử mình tôi thấy là nên cúng trả nợ là điều tốt nhất. Vừa qua cái vấn đề cúng trả nợ thiên khối mà tôi cho cái cuốn sách cho Phật tử, có nhiều người á, ở rất xa, họ nghe lời họ cúng kiến thì bây giờ họ cảm thấy rất an tâm. Cho nên họ thấy rất là kết quả, sư ông ơi, con mừng mà kết quả quá. Là cúng trả nợ thiên khối đó. Cho nên giờ Phật tử mình mà nghiệp nhiều quá đấy, bị chồng chữ quá, bị vợ nhéo bắp dế quá, cái cúng trả nợ riết hết nhéo hết chữ rồi. Mọi việc đều có nghiệp hết. Không có nghiệp làm sao bị khổ, phải không? Cho nên là thôi thì cứ xin cúng trả nợ thiên khấu đi. Hay lắm. Cái này là tổ tiên mình rất hay.
Đằng nhà Phật á, thì chỉ dạy kêu bằng đuổi nghiệp thôi à, chứ không có dạy cũng giải nghiệp. Đuổi mấy cái nghiệp hồi kiếp trước mình sát sanh hại mạng chữ rủa hay hòa thời nguyện cái gì mà bây giờ ta đeo đuổi ta phá mình, thì mình gọi là mắc nợ. Mắc nợ cũng trả nợ mới hết nợ, chứ còn mình nghiệp mà lại nó đòi mình đuổi nó đi thì nợ vẫn còn, mai mốt nó đòi tiếp, đòi tiếp thì không bao giờ hết. Nó vậy là cũng trả nợ đi, thấy không? À, thôi thì thời gian có hạn đi, bữa nay thôi giờ mình nghỉ sớm đi ha. Bữa nay hồi nãy Sương nói chuyện cũng hơi sớm, thôi giờ đến đây Phật tử tất